Xin chào anh em, thì hôm nay em test chuỗi, hôm nay là test cặp Monolock A200 để ngày mai tiến hành đóng gói gửi cho anh khách ở Hải Phòng nhé. Thì tối nay mới tranh thủ test để ngày mai em đóng gói nha. Thì bộ ghép hôm nay thì anh em cũng gọi là quen rồi, CD DB 560 R2110, cặp Monolock A200 và cặp loa Canter GR Super Lướt. Rồi thì với bộ ghép này thì không có gì để bàn nữa, không có gì để bàn rồi. Đấy, rất là tuyệt vời. Hôm nay thì em test một cái bản nhạc hoa mới ha, trong album mới này, 24 con này. Đó, này em đang chép đĩa phono thôi. Đấy. Rồi thì tới đây em cũng xin kết thúc, thì em cũng xin báo giá sơ bộ cho anh em để anh em có cái mức giá để em tham khảo và để anh em có thể có cái kinh tế và anh em đặt hàng.
Thì đối với con DB 560 có mức giá là 130 triệu anh em nhé, cặp Canter GR Super Lux 380 triệu và cặp Monolock thì cặp Monolock A200 này mức giá là hàng Nhật về có giá là 340 triệu. Đấy. Rồi, thì tới đây em cũng xin kết thúc clip nhé. Xin chào anh em. Thì hôm nay cũng đã 11 giờ rồi. Ngày mai chúng ta bắt đầu một tuần mới làm việc mới nhé. Chúc anh em thành công. Xin cảm ơn rất nhiều.